Mấy ông có nhớ hai cái hồ cá này của tôi không? Sau nhiều cơn mưa thì nó đã bị tốc mái và cá cũng đã đăng sức đi rất là nhiều rồi. Cái hồ Phun Gon với cái hồ Coi nè, không còn con nào luôn. Bây giờ cùng mình đi lấy dụng cụ ra cái ao siêu to khổng lồ để vớt cá vào mà nuôi nha. Đây đây đây, vừa bước xuống đã đập vào mắt nguyên một bầy cá đủ loại luôn rồi. Vớt thôi vớt thôi. Vợt đầu tiên đã dính được mấy em coi, vợt tiếp theo là mấy con Phun Gon nè. Bây giờ mình sẽ cầm cái thao cá này đi qua bờ bên đó nha. Quá trời cá luôn. Vớt thôi vớt thôi. Đi ra ngoài cái cầu này xem có không nha. Đây đây có cá nè. Phun Gon nè. Coi nè. Con cá này là cá gì đây? Và đây là thành quả. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà để thả bầy cá này vô nhà nha. Mình sẽ thả nó vào đây để nuôi một hồ tập thể. Mấy bạn có muốn sáng mai mình tiếp tục ra cái hồ kia để vớt thêm cá thả vào đây không?